chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Như thường lệ, bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái Quảng Ninh. Dấu ấn kinh tế Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Cần minh bạch việc giảm giá tiền điện cho người dân thời Covid-19. Lâm Đồng cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên với tổng kinh phí 1.547 tỷ đồng và dự kiến sẽ khởi công vào cuối năm 2021. Dự án đầu tư xây dựng mở rộng sân bay Điện Biên, tỉnh Điện Biên do nhà đầu tư Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV thực hiện. Mục tiêu của dự án là nâng công suất cho sân bay Điện Biên có thể đón 500.000 hành khách một năm, bảo đảm khai thác máy bay Airbus A320, A321 và tương đương, tạo động lực phát triển cho tỉnh Điện Biên nói riêng và cả vùng Tây Bắc nói chung. Cụ thể, dự án thực hiện xây dựng đường băng, đường lăn, sân đỗ đáp ứng khai thác máy bay A320, A321, cải tạo nhà ga hiện hữu. Tiến độ thực hiện dự án mở rộng sân bay Điện Biên 34 tháng kể từ khi chấp thuận chủ trương đầu tư. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái Quảng Ninh đến năm 2040. Khu kinh tế được xây dựng trở thành khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm quốc gia, trung tâm phát triển kinh tế quan trọng của vùng Bắc Bộ, của vành đai kinh tế ven biển Bắc Bộ và hành lang kinh tế Côn Minh, Trung Quốc, Hà Nội, Hải Phòng, Phòng Thành, Trung Quốc. Theo đó, khu kinh tế bao gồm 17 xã phường của thành phố Móng Cái và thị trấn Quảng Hà, các xã Quảng Minh, Quảng Thành, Cái Chiên, Quảng Phong của huyện Hải Hà. Quy hoạch đặt mục tiêu xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái là trung tâm kinh tế thương mại cửa khẩu, công nghiệp và cảng biển, logistics, dịch vụ tổng hợp của tỉnh và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Khu du lịch quốc gia có tính chất du lịch biển đảo, thương mại cửa khẩu, đô thị biển hiện đại và bền vững. Khu có vị trí đặc biệt về chiến lược, quan trọng về quốc phòng an ninh. Đến năm 2030, quy mô dân số khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái có khoảng 310 đến 320 ngàn người. Lượng khách du lịch khoảng 5 đến 6 triệu người một lượt một năm. Đến năm 2040, có khoảng 460 đến 470 ngàn người và lượng khách du lịch khoảng 8 đến 9 triệu lượt một năm. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng dưới sự điều hành của Chính phủ, kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng với nhiều dấu ấn nổi bật. Tốc độ tăng trưởng ở giai đoạn 2016-2019 đạt khá cao, bình quân là 6,8% năm. Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, thiên tai, bão lũ, thế nhưng tăng trưởng vẫn đạt 2,9%. Việt Nam là một trong những quốc gia tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới. Trong 5 năm qua, cơ cấu nền kinh tế có chuyển đổi mạnh mẽ. Kinh tế tư nhân dần trở thành một động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đóng góp đến 40% tổng GDP. Tổng số doanh nghiệp tăng gấp 1,5 lần. Đây là sự phát triển đúng hướng, tạo đà cho nền kinh tế đi vào quỹ đạo tăng trưởng phát triển. Phải nói là trong 5-7 năm lại đây, thì khu vực tư nhân có những sự phát triển rất là mạnh mẽ và thể hiện dưới hai cái góc độ. Một bên là cái hình thành những cái tập đoàn, những cái doanh nghiệp tư nhân lớn. Cái thứ hai chúng ta thấy là một cái trào lưu mới, tức là startup. Năng suất lao động giai đoạn 2016-2020 tăng 5,8%, vượt mục tiêu đề ra. Chỉ số giá tiêu dùng giảm từ 18,6% năm 2011 xuống dưới 4% giai đoạn 2016-2020. Thương mại điện tử tăng 25%, trở thành một kênh phân phối quan trọng của nền kinh tế. Thể hóa cái chương trình chuyển đổi số quốc gia mà nó cũng là cái xu thế tất yếu của tất cả quốc gia, mà nhất là các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, muốn trỗi dậy, muốn phát triển nhanh và bền vững thì phải dựa trên cái chuyển đổi số, dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đến nay, Việt Nam đã ký kết 15 hiệp định FTA, đã thúc đẩy hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam phát triển mạnh, gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu. Từ một nước nhập siêu, Việt Nam đã chuyển sang cân bằng xuất nhập khẩu, rồi xuất siêu và đã xuất siêu trong 5 năm liên tiếp, từ năm 2016 đến năm 2020. 4 năm đầu, năm 2016 đến năm 2019, Việt Nam đạt mức tăng trưởng cao. Các chỉ tiêu cân đối lớn được cải thiện rõ rệt, từ bộ chi ngân sách, nợ chính phủ, nợ công, đến dự trữ ngoại hối, lạm phát, tốc độ tăng trưởng. Năm 2020 là năm cuối cùng của nhiệm kỳ 5 năm. Do sự xuất hiện của dịch Covid-19, nhưng Việt Nam vẫn là một trong hai quốc gia của châu Á đạt tăng trưởng dương.
Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã bám sát tình hình, ngay cả trong những tình huống diễn biến rất nhanh, chọn đúng những điểm đột phá, mấu chốt, tác động lan tỏa, trên cơ sở hiểu rất rõ thực lực của đất nước. Là lực lượng được đánh giá là có hoạt động hiệu quả, mang lại giá trị gia tăng cao cho nền kinh tế, các doanh nghiệp khoa học và công nghệ nhận rất nhiều sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, thực tế họ đang vẫn rất hạn chế trong việc tiếp cận với các ưu đãi theo quy định. Đây là một trong những lý do khiến cho nhiều doanh nghiệp vẫn chưa mặn mà để trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Khởi nghiệp từ chính sáng chế của mình. Sau một thời gian chứng minh được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp của ông Đỗ Ngọc Trung đã được công nhận là doanh nghiệp khoa và công nghệ. Sau 3 năm được công nhận, ưu đãi duy nhất mà doanh nghiệp được tiếp cận là miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Từ khi trở thành doanh nghiệp khoa công nghệ thì tôi được phát huy tối đa tốt nhất đó là ưu đãi về thuế. Thế còn những ưu đãi khác thì bản thân doanh nghiệp chúng tôi cũng có đôi lần tiếp cận nhưng cũng chưa tiếp cận được và chưa thực hiện được. Hà Nội hiện là một trong 2 địa phương có hoạt động công nhận doanh nghiệp khoa và công nghệ hiệu quả nhất của cả nước, với số lượng hơn 90 doanh nghiệp tính đến hết năm 2020. Đây là nỗ lực rất lớn của các cơ quan quản lý nhà nước cũng như cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc triển khai Nghị định 13 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa và công nghệ vẫn còn không ít khó khăn, đặc biệt là việc tiếp cận các chính sách ưu đãi. Thì đối với cả cái ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thì theo thống kê của Sở thì đến thời điểm hiện tại thì mới có khoảng 15% doanh nghiệp được hưởng cái ưu đãi này, được miễn giảm thuế. Thế còn cái ưu đãi thứ hai là liên quan đến ưu đãi về đất đai thì gần như là chưa có cái doanh nghiệp nào được hưởng cái ưu đãi này. Đánh giá Nghị định 13 đã tháo gỡ không ít khó khăn cho việc công nhận doanh nghiệp khoa và công nghệ, thúc đẩy sự phát triển và đóng góp của lực lượng này vào nền kinh tế. Nhưng Bộ Chủ quản cũng thừa nhận hiệu quả triển khai đến nay vẫn chưa được như kỳ vọng. Thưa quý vị và các bạn, không phải là dân công nghệ thế nhưng lại mạnh dạn thay đổi bản thân, chọn những hướng đi mới, bắt nhịp với xu hướng chuyển đổi số của thời đại. Đó là những gì mà Sơn và Giang là 2 thanh niên trẻ của tỉnh Hưng Yên đã thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng xem quá trình hiện thực hóa giấc mơ công nghệ số với những sản phẩm cụ thể phục vụ cho đời sống như thế nào qua phóng sự sau đây. Giờ đây, ông Cường, chủ một trang trại nuôi lợn ở xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, đã yên tâm và chuyên nghiệp hơn rất nhiều trong chăn nuôi. Vì khi chủ nuôi có nguy cơ bệnh tật gì, thì ngay lập tức có các chuyên gia nông nghiệp hoặc các nhân viên phụ trách kỹ thuật, thú y của các công ty lớn gọi điện cảnh báo và đưa ra các khuyến cáo phù hợp. Đó là một phần trong rất nhiều các tiện ích khác mà Fago, một ứng dụng trong nông nghiệp mà anh Phạm Hồng Sơn và những người cùng đam mê đã mang đến cho bà con nông dân. Tại bất cứ nơi đâu, người nông dân có thể quản lý được trang trại của mình từ nhiệt độ, độ ẩm, gió, ánh sáng, bật tắt các thiết bị, kết nối với chuyên gia, thị trường, v.v. Tất cả chỉ bằng một ứng dụng trên điện thoại di động và một bộ thiết bị nhỏ gọn nhưng ý nghĩa rất lớn lao. Giá thành của sản phẩm nó rất rẻ so với các đơn vị khác. Nó phù hợp với chăn nuôi bán công nghiệp, thậm chí chăn nuôi nông hộ. Với chi phí mà có thể thấp hơn hàng trăm lần so với cái mà các cái thiết bị nhập khẩu, mà về mặt lâu dài nếu sử dụng cái hệ thống của Fago là Made in Việt Nam này thì data chỉ ở trong nước của chúng ta thôi, chúng ta bảo vệ được thông tin về sản xuất của chúng ta và tránh được việc là ở một cái thời điểm nào đó khó khăn liên quan đến dịch bệnh chẳng hạn, chúng ta vẫn có thể bảo vệ kín được thông tin này để tránh việc bị nhập khẩu với giá cao rồi các đơn vị họ ép giá. Với những thuận lợi như vậy, hiện nay đã có hơn 400 trang trại tại 19 tỉnh thành trong cả nước và một số trang trại tại Đài Loan, Trung Hoa đã lắp đặt hệ thống Fago, cho thấy hiệu quả rõ rệt trong chăn nuôi. Nếu như mang cả trang trại vào trong túi của người nông dân là giấc mơ công nghệ số đã thành hiện thực của anh Sơn, thì mục tiêu một nền tảng đa dịch vụ kết nối con người với rất nhiều dịch vụ khác nhau cũng đang dần hiện thực hóa với anh Nguyễn Văn Giang, chủ của ứng dụng Alien Survey. Là một cái nền tảng cung cấp thông tin ở các cửa hàng dịch vụ ở địa phương cho mọi người xung quanh. Mọi người chỉ cần định vị cái vị trí của mình ở cái khu vực đó thì sẽ xuất hiện các cửa hàng dịch vụ và các bạn có thể sử dụng cái dịch vụ đó. Với người dân có nhu cầu sử dụng dịch vụ thì ứng dụng này giúp mọi người dễ dàng thấy được các dịch vụ cần thiết ở mọi lúc, mọi nơi, tiết kiệm rất nhiều thời gian, đa dạng thông tin, dịch vụ. Còn với những người cung cấp dịch vụ như chị Huyền như thế này, thì đây là một kênh quảng bá thương hiệu cá nhân, cây cầu kết nối rất hiệu quả. Alien Survey còn là một quảng bá thương hiệu rất tốt đối với các đặc sản cũng như các sản phẩm ô cốp của các địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Từ ngày 30 tháng 3, nắng nóng mở rộng ra toàn bộ khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có nắng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 36 độ C. Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến hết ngày 27 tháng 3, Hà Nội đã hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2 cho 4.020 đối tượng nguy cơ cao tại 12 quận huyện, đó là Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Long Biên, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai, Hoài Đức, Đông Anh, Trung Mỹ và Mê Linh. Kết quả, 100% số mẫu xét nghiệm đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Các trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc này đều là công nhân khu công nghiệp, nhân viên nhà hàng, nhân viên làm việc tại bến xe, người dân ở chung cư. Riêng về công tác tiêm vaccine phòng chống COVID-19 của AstraZeneca trong đợt 1, từ ngày 9 tháng 3 đến hết ngày 27 tháng 3, Hà Nội đã tiêm vaccine cho 7.419 người, trong đó ghi nhận 2.557 người gặp phản ứng sau tiêm. Hiện tại, sức khỏe các trường hợp này đều ổn định. Thành phố sẽ tiến hành tiêm vét cho các đối tượng còn lại trong tuần tới. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương vừa công bố quyết định giải thể Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 số 2 đặt tại Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Sau 2 tháng hoạt động, Bệnh viện dã chiến số 2 đã tiếp nhận và điều trị cho 376 bệnh nhân, hiện đã điều trị khỏi và cho ra viện 323 bệnh nhân COVID-19. Còn 53 bệnh nhân khác sẽ được chuyển tới các cơ sở y tế trong địa bàn tỉnh Hải Dương để điều trị tiếp. Sau khi giải thể Bệnh viện dã chiến số 2, Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương sẽ được khử khuẩn, làm sạch toàn bộ theo đúng quy định của Bộ Y tế và sẵn sàng đón người dân trở lại khám chữa bệnh, triển khai dạy học lâm sàng và các hoạt động khác. Thực hiện theo luật giáo dục, năm nay quyền lựa chọn sách giáo khoa sẽ chuyển giao cho lãnh đạo các địa phương thay vì các trường như năm trước. Cùng với đó thì chỉ còn 3 bộ sách ở lớp 2 và lớp 6. Những điều này khiến cho các trường chăn trở liệu sách lớp 1 hiện đang triển khai có phải chọn lại. Đọc, nghiên cứu rất kỹ từ cả 5 bộ sách lớp 1 thì trường tiểu học Ba Đình đã chọn ra được một bộ sách phù hợp nhất. Thời điểm này sau 1 năm tiếp cận, cả thầy và trò đã quen với tư tưởng, phương pháp của bộ sách này. Tìm tòi để có thể nắm được cái tinh thần của bộ sách cũng như là cái nội dung kiến thức và phương pháp để truyền tải đến học sinh sao cho nó hợp lý và dễ hiểu nhất đối với các con ạ. Tuy nhiên điều khiến nhà trường băn khoăn là liệu năm học tới có được tiếp tục sử dụng bộ sách này hay không? Bởi quyền chọn sách không còn thuộc thẩm quyền của nhà trường mà do Ủy ban Nhân dân thành phố. Những bộ sách năm trước của mình vừa lựa chọn mà năm tới sở không lựa chọn nữa thì cái việc đó cũng là khó khăn cho chúng tôi. Bởi vì nói gì thì gì, trong những bộ sách từng môn nó cũng có những cái sự chênh lệch và có những cái khác biệt chứ không thể đồng bộ. Còn tại tỉnh Bắc Cạn, một trong 3 bộ sách giáo khoa lớp 1 đang được sử dụng thuộc về bộ sách đang phải hợp nhất. Điều này có nghĩa là rất có thể trong năm học tới, tỉnh cũng phải chọn lại bộ sách giáo khoa lớp 1 nếu muốn đảm bảo tính thống nhất giữa các khối lớp. Một năm từ làm quen đến làm chủ sách giáo khoa là điều mà hầu hết giáo viên không mong muốn. Bởi vì là năm nay đã thực hiện rồi và nó đã đạt được kết quả rất là tốt rồi thì cũng mong muốn là sang năm được tiếp tục được sử dụng. Thấu hiểu định hướng, sách giáo khoa chỉ là tài liệu, chương trình mới là pháp lệnh. Nhưng đa phần mọi người vẫn lo ngại thực tế mất ổn định khi hợp nhất sách giáo khoa sẽ có những khó khăn bất lợi cho cả thầy và trò. Chúng ta có nhiều bộ sách nhưng mà các bộ sách đó phải ổn định. Chứ không thể nói rằng là năm nay có bộ sách này xong sang năm lại mất đi lại có bộ sách khác. Thế thì cái công việc mà chúng tôi triển khai thực hiện thì thành mất hết. Sự ổn định này càng cần thiết hơn ở những vùng kinh tế còn khó khăn, nơi mà sách cũ cũng vẫn luôn là món quà đối với học sinh nghèo mỗi mùa khai giảng. Nhất là giờ đây, sách giáo khoa mới rất đẹp và cuốn nào cũng căn dặn học trò chu đáo bằng câu: các em nhớ giữ gìn sách sạch đẹp. Để luật cư trú có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 được kịp thời, thống nhất, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kế hoạch triển khai cụ thể. Theo đó, tập trung tuyên truyền luật cư trú trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, lãnh đạo cơ quan, tổ chức và người trực tiếp làm công tác đăng ký quản lý cư trú.
Tổ chức quán triệt luật cư trú cho cơ quan tổ chức có liên quan tại địa phương. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân các cấp đẩy nhanh việc ứng dụng, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và công tác quản lý nhà nước. Năm 2021 và năm 2022, các bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương các cấp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành có liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc có yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú để sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cho phù hợp với quy định của luật cư trú. Hạn chế việc sử dụng thông tin về nơi cư trú là điều kiện để thực hiện các thủ tục hành chính. Thưa quý vị và các bạn, cuối năm 2020, nhằm hỗ trợ cho người dân đỡ khó khăn do tác động của dịch COVID-19, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 180 về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 2 cho khách hàng sử dụng điện. Trong khi ở hầu hết các địa phương trong cả nước đã thực hiện nghiêm túc quyết định này, thì vẫn có nơi người dân đang bức xúc vì chưa được hưởng sự hỗ trợ của Chính phủ. Đã nhiều tháng nay, thực hư câu chuyện người dân không nhận được đầy đủ tiền hỗ trợ giảm giá điện do Covid ở xã Thiện Kế đang là chủ đề nóng ở địa phương này. Vâng. Cái tháng đấy của tôi là tôi nhớ là coi như vậy là trừ đi. Vâng. Thì tôi còn có 29 nghìn đấy. Vâng. Thì tôi mấy tháng đấy là tôi đóng con không biết bao nhiêu. Vâng. Thế thì rõ ràng tôi 29 nghìn bây giờ lại thành 81 nghìn. Tôi cũng nhớ như thế, tôi bảo ơi, thế sao lại thế? Thế này thì tôi chả hiểu nào. Trừ Covid xong lại thôi, cả thế thì tôi chỉ biết. Có được giảm xong rồi mấy tháng sau thì họ lại thu lại chứ họ chưa tính so với cái số thông báo trực tiếp cho tin nhắn này của mình. Cộng lại thì nó chả giảm cái gì cả. Để có được thông tin đa chiều, phóng viên VTC liên hệ làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Thiện Kế và đã được giới thiệu sang làm việc với Hợp tác xã Điện. Văn bản thì ra hơi muộn. Đợt đó thì bên chúng tôi đã là thời điểm đi chốt chỉ số và lập hóa đơn để giảm trừ tiền điện để tính tiền điện cho khách hàng rồi. Bắt buộc lại phải tính toán lại cái số tiền để chi trả lại cho khách hàng. Khi mà chúng tôi chi trả qua cái bảng kê được 2-3 thôn thì chúng tôi thấy nó không hợp lý ở chỗ là phải chi trả trên hóa đơn. Đến tháng sau thì chúng tôi vẫn bắt buộc phải chi trả trên hóa đơn, tiếp tục giảm trên hóa đơn, nhưng là cái số mà chi trả trên bảng kê thì coi như là tháng 1 thì là chúng tôi sẽ chỉ tính nguyên cái tiền lệ tháng 1 thôi. Tiền lệ tháng 1 thì là không được giảm, thì bắt buộc là chỉ tính nguyên tháng 1, còn phần giảm trừ chúng tôi đã giảm trong cái tháng 12 rồi. Giảm tháng 10 và tháng 11 là đã trả bằng bảng kê tháng 12 rồi thì chúng tôi không tính cái đó nữa. Thế là do người dân cũng nhìn vào đó thì cũng hiểu nhầm thôi. Lâu nay, việc cung cấp điện tới các hộ dân trong xã được giao cho Hợp tác xã Thiện Kế. Theo phản ánh của người dân, kể từ khi thành lập từ năm 2016 đến nay, Hợp tác xã này đã gây không ít bức xúc cho người dân do cách hoạt động mập mờ, thiếu minh bạch. Tuy nhiên, do hầu hết những người làm trong Hợp tác xã này đều là anh em, bà con, nên nhiều vụ việc, người dân cũng nể nang bỏ qua. Câu chuyện tính giá điện lần này chỉ là giọt nước tràn ly. Trong thời gian qua, nắng nóng gay gắt kéo dài đã làm hàng trăm nghìn hecta rừng ở Lâm Đồng luôn trong tình trạng ở mức cảnh báo nguy cơ cháy rừng lên mức báo động cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy, đòi hỏi ngành lâm nghiệp, đơn vị chủ rừng và chính quyền cơ sở luôn phải chủ động các phương án trong tuần tra kiểm soát chặt chẽ, kịp thời xử lý khi có cháy rừng xảy ra. Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, gần 3 tháng qua, thời tiết khô hanh, nắng nóng kéo dài nên mức cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh đều ở cấp cực kỳ nguy hiểm. Khu vực được xem là trọng điểm cháy rừng tập trung ở địa bàn thành phố Đà Lạt, các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Rông. Bởi đây là phần lớn diện tích rừng thuộc đối tượng rừng thông dễ phát hỏa và cháy lan, do đó Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quy định về kỹ thuật làm giảm vật liệu cháy trong phòng cháy rừng thông, trong đó tuyệt đối không được đốt thực bì, tức là cỏ khô, cây bụi, cành lá khô dưới gốc khi dự báo cháy rừng từ cấp 3 trở lên để phòng tránh tình trạng lửa cháy lan mất kiểm soát. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lâm Đồng cũng yêu cầu tuyệt đối không được đốt thực bì dưới bất cứ hình thức nào đối với diện tích rừng dọc các tuyến đèo, quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông huyết mạch vào các khu du lịch Lang Biang, Hồ Thuyền Lâm, Đan Kia, Suối Vàng và một số diện tích rừng khác để đảm bảo mỹ quan, không làm ảnh hưởng đến cây thông tái sinh.
Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.